cho mấy bạn xem đây. Đây là cái con sâu lích lợn này. Và đây là cái con cá mập lợn nữa. Oh my god, tại sao lại có nhiều mấy cái con lợn nó khác biệt với mấy cái con heo. Con lợn với con heo là vẫn là một mà. Nhưng mà ở cái thế giới này của Thắng chỉ có toàn heo. Đây còn có con heo, con lợn không có đầu luôn. Trời ơi, con heo Pinky không có đầu. Còn con heo này là con heo cá mập. Đây nè, con heo này là con heo tia sét hay là cái con heo zombie. Mà nhìn người của nó toàn là tia sét thôi. Ôi dồi ôi, khiếp, cái bạn này sao lại biến thành cái con heo Pinky. Cái gì mà đen xì thế này, nhìn mặt rất là cute luôn. À, bạn này là con ma heo Pinky. Còn bạn này là cái con heo gì? Uầy, trời ơi, oh my god. Đây là con heo nhưng mà lai con rồng. Trời ơi, mấy bạn này tìm được nhiều skin quá mà chả đưa thằng đi tìm gì cả. À quên mất mẹ bạn ơi. Ở đây ấy, cái thành phố này ấy, toàn là lợn thôi. Kể cả cái ngôi nhà to tướng cao tầng này cũng là của mấy cái con lợn, mấy con heo. Kể cả cái khu vui chơi bên kia cũng là của mấy con heo đấy. Nói chung là cái thế giới, cái thành phố này đã bị mấy con heo xâm chiếm rồi. À, ở trên lóc nhà kia có một cái skin của con heo nha. Rồi, không nhìn thấy thì không sao. Nhìn thấy là nó phải treo lên, nó lấy ra, nó mở ra. Đây là cái con heo gì mà trời ơi, tưởng cao như thế nào cơ. Trèo một lúc đã tới nơi rồi. Ok, con heo này là con... Ui giời ơi, đây là quả trứng. Mở được 10 quả trứng này thì người ta sẽ tặng cho nó cái skin gì thì Thắng cũng không biết. Ui, bạn này là heo hacker luôn nè. Oh my god, toàn số 0 cả số 1 thôi. Tìm ở đâu thì mấy bạn này không chỉ thì Thắng làm sao mà biết được. Ngày xưa là bọn Thắng đã xâm nhập vào cái ngôi nhà của nó, xong là bọn Thắng phải tìm chìa khóa, tìm các kiểu thì mới trốn thoát được. Hôm nay tự nhiên lại vác xác tới đây. Oh my god mấy bạn ơi, đây là con heo địa ngục người của Lord Dancy luôn. Trời ơi, mấy bạn này mở được nhiều skin xịn xò thế này mà không chỉ cho Thắng biết à. Thắng chỉ mở được vài skin vớ va vơ vẩn thôi đó. Nhất tại bên này, bên này là skin đây. Ok, ui giời ơi, con heo mé mồm không thèm mở. Còn bên này là skin con gì đây, mở luôn. Wow, hai con heo free nhìn nó rất là tầm thường luôn nên là Thắng không thèm mở nha. Trong này đi xuyên tường luôn có một cái quả vòng tàng hình. Và con heo này là con heo gì đây? Ơ, không mở được, đây chỉ là cái quả trứng thôi. Xem nào, đi ra đằng sau nhà này, xem nào. Có hàng rào nhá. Đã thấy bên trong đấy có skin rồi nhưng mà Thắng không thể đi xuyên qua cái hàng rào đấy hay là nhảy lên được. À, có một bức tranh bị dấu X, tức là có người muốn ám sát cái con heo này chứ không phải là Thắng muốn ám sát cái con heo này đâu. Có một skin heo Pinky kìa. Ui giời ơi, là con heo nó hay khóc nhè, nhìn nó chả có cái gì đặc biệt lên là Thắng cũng không muốn biến hình. Đâu rồi con heo khóc nhè, cái gì mà nhở? Đợi con heo khóc nhè đây. Ok luôn, yo, oh my god, nhìn chả có cái gì đặc biệt cả. Thôi cãi đi, chỉ là vẫn là cái con heo bình thường nhưng mà nó khóc nhè thôi. À, trong này có cái lưỡi này mấy bạn ơi. Ok luôn, cái lưỡi là dog. Wow, con heo lai con chó thì nó sẽ ra con gì? Nó ra con gì thì bây giờ Thắng mới xem mới biết được chứ. Đâu rồi, con heo lai con chó lở tít dưới này luôn. À, không phải. Đây, con heo lai con chó này. Tiện thể là ta sẽ kể cho bạn biết một câu chuyện về con heo với cả con chó. Chuyện là như thế này, nhà Thắng có khách vô chơi, thế là bố Thắng mới bàn một chuyện là hôm nay là thịt món gì đãi khách, thịt con heo hay là con chó. Wow, dưới này có tầng hầm này. Rồi kể tiếp đã. Con chó thì nghĩ là bố Thắng sẽ thịt con heo, còn con heo này nghĩ ra bố Thắng sẽ thịt con chó. Theo các bạn nghĩ thì bố Thắng sẽ thịt con gì? Thịt con gì không biết, nhưng mà ở dưới này có một cái con heo địa ngục này. Oh my god, có heo địa ngục biến hình luôn. Mấy bạn đi ra để cho Thắng hóa thân thành heo địa ngục. Đâu rồi, biến hình. Mà bố Thắng cũng không thịt cái con heo địa ngục này đâu nhé. Các bạn ơi, các bạn trả lời xem nào, bố Thắng sẽ thịt con chó hay là bố Thắng sẽ thịt cái con lợn? Lên ớ, sao mình không lên được nhở? Hình như là cánh to quá không lên được rồi. Thôi mình sẽ reset trở thành con người rồi lên kia biến thành địa ngục cho mấy bạn coi nè. Lên nào. Wow, bạn này còn con heo đen xì luôn, không biết tìm ở đâu. Không chỉ cho Thắng biết, kiệt sỉ quá. Phải chỉ cho Thắng biết được chứ. Đợi. Heo địa ngục đây. Wow, oh my god. À không phải, đúng rồi. Ốp, thế thằng là heo địa ngục thì các bạn đen xì kia cũng là heo địa ngục nữa. Ok, rồi bạn ơi đi vào đây. À, đây còn đường hầm, đi xuống đây thôi. Nhưng mà người ta phải làm to ra, người ta làm bé tí xíu như thế này thì Thắng chả nhìn thấy cái gì. Ôi, đây có cậu ơi,
có con heo Piggy. Wow, con búp bê Piggy là con gì đây mấy bạn ơi? Đó, từ từ nào mấy bạn đi ra cho thằng bên hình xem nào. Đứng gần quá, mấy cả cái map này nó bé lên là thằng chả nhìn thấy gì luôn. Ui dồi ui, con heo này là con heo cái rồi. Oh my god, nhìn chả khác gì cái con zombie. Nhưng mà là má của nó có sẹo này, xong mồm nó bị khâu 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 lại. Ôi giờ ôi chết đấy. Ở đây còn có mummy long leg heo Piggy này. Còn đường nào đi không? Đường này thì chui xuống cái gì đấy? À, làm xuống, rồi. Nhưng mà phải biến thành con người thì mới chui xuống được không? Đúng không? Đúng luôn. Bây giờ là chui sang. Nào mấy bạn chui nhanh lên, cho thằng chui nào. Chui vô. Úi dồi ôi, đường hầm gì mà dài như thế này. Xong chưa? Nhanh lên nào. Còn đường xuống tầng hầm nữa nè. Rồi, có một quả xe. Ui, các bạn có nhớ cái quả xe này giống cái quả xe của ai không? Đó là giống cái quả xe của bà Granny ở dưới tầng hầm này. Đúng luôn kìa. Có khi nào đây lại là nhà? À, thằng biết rồi, đây là nhà của bà Granny, không phải là nhà của con heo Piggy đâu. Oh my god, đúng rồi. Bây giờ thằng mới để ý này. Đây nè, trong xe này thằng cứ tưởng là con gấu Teddy của bà Granny cơ. Nhưng mà trên cái kệ, ok các bạn ơi, trên cái kệ này ai, wow, đây nè, trên cái kệ này có con gấu Teddy của bà Granny luôn. Oh my god, nhưng mà bây giờ nó đã like cái con lợn rồi. Đói, biến luôn, biến. Con lợn nhưng mà like con gấu. Oh my god, một mắt lố, một mắt xịt nhưng mà tay nó không cầm gậy. Thôi mấy bạn đi ra. Chắc là ở đây không có gì đâu. Nhưng mà trong phòng này vẫn vô được nữa nè. Trong phòng này vô được nhưng mà chả thấy skin, không thấy cả nè. Không thấy. À, con cá sấu Monty. Ôi bây giờ chắc là phải sang cái ngôi nhà khác để tìm cái skin khác thôi chứ còn. Ôi nhưng mà lên tầng 2 cái gì nhỉ các bạn ơi? Đúng rồi. À kia có một cái sừng kia. Rồi, lên kiểu gì đây? Thắng vừa thấy mấy bạn kia nhảy lên được xong mà thắng không phải nhảy được lên được nhá. Oh my god, nhảy lên kiểu gì đây? Ơ, nào. Đây rồi. Thắng đang nhảy được lên rồi. Nhờ mấy bạn là làm chống lưng của thắng đang nhảy lên đấy. Rồi, bây giờ mở ra. Evie, wow, sát nhân pin này, sát nhân con heo sát nhân. Ôi giời ơi, nhìn nó buồn cười quá. Cái mặt gì mà béo tròn ú ú ra, xong mà cái quả răng mọc hai cái sừng. Wow, thường thế nào ngầu ngầu cơ. Hóa ra nhìn nó buồn cười, nhìn nó chúi, nhìn nó fan thực sự luôn. Cái gì mà sát nhân con heo có mỗi hai cái sừng, như kiểu là bị người yêu cắm sừng xong rồi cái màu. Xong bắt đầu là cái mồm nó, nó nghe ra nghe. Ê đây, thằng đang ăn chiếc cái cửa lá này. Ê, nhìn nó phèn quá, tôi đi tìm cái skin khác chứ con này nó phèn quá. Đâu, còn ở đâu có không mấy bạn ơi? Có ai chỉ cho mình không? Ui, bạn này là skin con heo lava này, nhìn ngầu thực sự luôn. Rồi, còn nữa không? À, cái quả bóng bay này nè. Nào. Không tới cái quả bóng bay xanh xanh này. Ok, thằng phải tìm đường để đi vô trong tầng 2 này. Ui, con heo Slenderman này. Hay là ở trong này có nhở? Trong này không thấy, nhưng mà trong này ta thấy có một cái cục xít. À, đây là con cá. Ôi giời ơi, con cá Piggy ta không thèm mở. Ngó không có gì ngọc. Đợi, con gì đấy? Ui giời ơi, con heo cục xít. Để thắng xem nào, cái con heo cục xít đây rồi. Ôi giời ơi, con heo cục xít nó có một cái cục phân ở trên đầu. Mấy bạn đi ra, thắng hôi. Thôi năm cứ tưới này gần làm cái gì. Đi ra, mấy bạn fan đi ra, mấy bạn không thấy thối à. Đứng gần thắng là bị bẩn 150 luôn đấy. Chỗ này còn một cái đường hầm. Ok, biến thành con người xong bắt đầu. Wow, cái gì đấy? Bạn này ở ngoài vào tự nhiên dạ mình sợ là sợ. Ok, đi xuống này chui vào đây. Ui giời ơi, chơi vào đây là xuống cái nhà bếp này. Ôi ôi, đứng dậy lại phải trèo lên tầng 2 rồi. Đi lên tầng 3 đây. Ở đây có cái gì đây? Ua, blue SOS Piggy là con heo SOS, con heo mong ớt. Giời ơi, thằng không thể mở. Mấy cái skin mà nhìn nó không ngầu là thằng sẽ không mở đâu nha. Trong cái kệ này thì chả có cái gì. Ủa my god, sao đi vào đây nó còn mắc kẹt cái gì thế này? What? Đây. Đây là, ui dồi ui, là con heo chiến sĩ không thèm mở luôn. Đây, trong thùng này này. Wow, có skin cái con lợn gì mà nhìn nó đáng sợ này. Có cái hàm răng nó nhô lên. Đâu rồi? Rồi, đeo cái lơ nhìn rất là lịch sự luôn. Nhưng mà cái quả đăng. Oh my god, con lợn này nhìn như kiểu cái con lợn robot. À, như kiểu là cái con cá sấu mà cho tay vô ấn răng. Ấn. Xong bắt đầu là ấn vô cái răng nó. Ấn vô cái răng mà nó đều đều. À,
ngạm phát luôn, giống cái trò chơi cá sấu ấy. Thôi, trong nhà lại tìm xong rồi, bây giờ nó sẽ đi ra bên ngoài này nè. Thắng sẽ tìm mấy cái con happy ghi một kinh dị hơn. À, đây, cái gì đây, vô đã uầy. Con heo này là con heo Yumi à? À, con heo kiểu như là bảy chú lún, bởi vì đang nhìn tay cả lát nhanh nhạc. Đây, biến luôn. Oh my god, cái con heo này nhìn buồn cười quá. Con heo này bị trúng độc giống như ở trong mini world ấy. Rồi thì đâu xa xa kia, Thắng thấy một thứ gì đó là phát sáng ở dưới gốc cây. Uầy, hai thứ phát sáng ở dưới gốc cây luôn. Bên này cần có uầy mấy cái cây lại, chỗ nào cũng có heo bên kia luôn. Oh my god. À, đây là con heo người ngoài hành tinh. Ok, người ngoài hành tinh nhìn không đáng sợ nên là Thắng cũng không buồn bã luôn. Kìa rồi nhé, dưới cái cây này. Uầy, mà dưới gốc cây là có nhiều skin con heo ghê đấy. Để xem nào. À, đây là con ma này các bạn ơi. Nhìn mặt rất là cute luôn, nhưng mà nó là một con ma đó. Đó. Ủa, đây không phải, đây là ngồi heo người ngoài hành tinh rồi. Thôi, mình mở cho mấy bạn xem. Đây, đây là heo người ngoài hành tinh. Alan người ngoài hành tinh. Uầy, người ngoài hành tinh đằng sau còn có hai cái chân kiểu như là chân của con nhện đây. Thôi, biến hình sang cái con ma này đi. Đây, mặt của nó rất là cute, nhưng mà thực chất nó là cái con ma đen xì luôn. Một cái em gái tóc đen. Anh đi đâu đấy? Còn cái que xanh xanh này là con heo gì? Ui, là con gấu lai, con heo không thèm mở luôn. Ui, kia nha. Thắng nhìn lấy một cái tia xanh, nhưng mà từ từ đã. Đi lên cái ngôi nhà này đã. Lần lượt, trong này có con heo gì không? Không, à đây. Con heo này là con... Wow, con heo tàng hình luôn nè. Con gót heo, gót Pinky. Ui, da. Đi ra ngoài này cho mấy bạn xem nào. Đấy, bây giờ nó tàng hình rồi. Nhưng mà nó không tàng hình 100%, nó chỉ tàng hình 50% thôi. Để người khác nhìn thấy nó là con ma. Chứ còn nó tàng hình 100% thì người ta lại không nhìn thấy cái con ma đấy rồi. Ok, đây nè. Lúc lấy Thắng nhìn thấy cái tia xanh xanh, thấy chưa? Mấy bạn thấy tia xanh xanh ở kia chưa? Mà ở bên dưới này cũng có một cái manh mối này. Ui sợ, wow, mở luôn. Ui giời ơi, đây là con heo đen xì không thèm mở luôn. Thắng muốn mở cái con kia, nhưng mà bây giờ trèo lên kia kiểu gì bây giờ? Oh my god, đây nữa này. Cái gì đó này, nhưng mà trèo lên là hơi bị khó. Chả biết là có đường nào trèo được lên không. Ôi dồi, Thắng chơi một lúc thôi mà Thắng đã mở được 20 trên 170 con heo rồi. Uầy, wow. Tại sao mà nó mở được nhiều như thế này? Bây giờ Thắng mới để ý nhở. Quá là ghê gớm luôn. Thôi các bạn ơi, cái video của Thắng tới đây là Thắng phải kết thúc rồi. Và Thắng sẽ hẹn tất cả các bạn trong cái video lần sau nha. Còn bây giờ là goodbye, see you again. Bye bye.